Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống Thưa quý vị, sau khi được các cơ quan chức năng của Việt Nam hỗ trợ các thủ tục thì vào ngày 21 tháng 9 vừa qua, 71 lao động trong vụ tháo chạy khỏi casino ở Campuchia đã được về nước qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh Đối với họ, cuộc thoát thân này giống như thoát ra khỏi địa ngục để tìm về với sự sống Thật khó để diễn tả hết những nỗi đau về tinh thần và thể xác tại casino cũng như niềm hạnh phúc khi được trở về đoàn tụ cùng gia đình vừa về đến quê hương, nhiều người đã bật khóc. Người khóc vì những tuổi cực đã qua, người khóc mừng vì đã thoát nạn. Đau xót vì sang nước ngoài làm việc nhưng lại đi lừa dân mình. Ngày 21 tháng 9 mới đây, hàng chục người liên quan đến vụ lao động người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia đã được cơ quan chức năng nước bạn giao trả cho Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Vừa bước qua cửa khẩu để vào lãnh thổ Việt Nam, cô gái trẻ DTH quê Cà Mau bật khóc. Đến khi được bộ đội biên phòng ở đồn biên phòng Mộc Bài lấy lời khai, chị mới dám tin là mình đã trở về quê hương an toàn. Kể về thời điểm tháo chạy cô kể, trời lúc ấy mưa tầm tã, bản thân em bị ngã nên bảo vệ bắt lại giam lỏng. Cô gái kể, nhóm của cô gồm 4 người từ Việt Nam sang làm việc ở casino tại tỉnh Sverian, Campuchia. Nhưng một cậu em trong nhóm bị bán cho một công ty khác chỉ vì một lần mọi người quá co chân lên ghế. Từ đó đến nay đã 2 tháng không ai trong nhóm liên lạc được với cậu. Hát cho biết, công việc tại casino bên kia biên giới rất áp lực. Ngày làm 12-13 tiếng không có giờ nghỉ, đụng chút là phạt, sơ sẩy một chút là phạt. Không đủ chỉ tiêu trong một tháng là bị bán sang công ty khác. Khi đó số tiền chuộc thân sẽ càng tăng lên, chưa kể là không ai biết tùng tịch nữa. dễ giải về công việc làm ở casino, hát nấc lên từng tiếng nghẹn đắng. Tụi em là người Việt Nam qua nước ngoài làm việc, bị đài đoạn để lừa người Việt Nam. Hát cũng cho biết trong hơn nửa năm sang Campuchia để làm việc, cô đã bị bán sang tay cho bốn công ty, trong đó có những công ty chuyên lừa người Việt bằng các app vay tiền đánh bạc trực tuyến. Công việc bắt buộc phải làm, nhưng do không muốn bẫy, lừa đồng hương nên cô gái trẻ không bao giờ đạt được chỉ tiêu lừa. Vì lý do đó, Hát không nhận được lương và bị bán đi bán lại cho nhiều công ty. Không chịu nổi cảnh này, chị Hát quyết tâm chạy trốn vào ngày 17 tháng 9 nhưng bất thành. Chị hát nói, lực lượng chức năng đã can thiệp kịp yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh thả nên mình mới được về nhà. Một người lao động khác là anh THH ngụ tại Bắc Ninh liên tục bị trừ lương, chậm trả lương vì không chịu làm công việc lừa đảo đồng hương của mình. Muốn về thì phải nộp tiền chuộc, còn ở lại thì không có lương nên anh quyết tâm bỏ trốn. Anh kể về những ngày làm việc tại nơi mà anh được quảng cáo là làm việc nhẹ lương cao. Ở đó vào được nhưng không ra được, tiền lương thì chậm trả, lúc thì bị trừ hết, không còn được bao nhiêu. Cũng liên quan đến tiền lương, anh VKZ ngụ tại Long An chia sẻ, suốt 2 tháng trước khi tháo chạy anh cũng không được trả. Những ngày gần đây, ông chủ cơ sở nơi anh làm việc gần như không xuất hiện vì bị cảnh sát Campuchia truy quét. Lo sợ mình sẽ bị bán cho công ty khác, đưa đến nơi xa hơn làm việc nên anh Dê đồng ý tham gia khi nghe mọi người bàn nhau bỏ trốn. Đáng chú ý, theo lời NQV ở Quảng Ninh, khi sang casino Campuchia làm việc, cô không biết đó là công việc lừa đảo nhiệm vụ của cô là làm việc quá áp để dụ mọi người nộp tiền về tâm sự mãi sau này tôi mới hiểu ai nộp tiền qua đó thì chỉ có mất cô gái đến từ quảng ninh nói họ quản lý rất khủng khiếp mình đã một lần bỏ trốn nhưng bị ngã nên họ bắt lại một cô gái sau khi thoát khỏi casino ở campuchia về nước cũng tâm sự em sợ lắm rồi em không ra nước ngoài làm việc nữa đâu Đúng như vậy, những ký ức kinh hoàng tại casino Campuchia thật khó để xóa nhòa đối với các nạn nhân bị lừa. Không những thế, người thân cũng vô cùng rốt sáng, lòng như lửa đốt sau khi biết tin. Khoảng 2 tháng trước, gia đình bà L.T.N. có đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng vì cho rằng con trai bị lừa đưa sang Campuchia có người yêu cầu tiền chuộc. Đến đầu tháng 9, con trai có nhắn về nói đang ở Campuchia làm một công việc trên máy tính nhưng làm không đạt thì bị tác động tay chân khủng khiếp. Con trai bà cho biết, nhóm người này yêu cầu phải chuyển 120 triệu đồng mới thả người. Thông qua cuộc gọi, bà nờ thấy con trai có dấu hiệu bị chấn thương, bầm mặt. Mới đây, được sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng và sư thầy Thích Vạn Lực, còn gọi là thầy Lá Lúa ở chùa Dương Sơn, xã Phước Sơn, thanh niên sinh năm 2005 đã được về nước an toàn. Qua các lời kể của người trong cuộc cho thấy hoàn toàn không có việc làm gì vừa nhẹ nhàng lại lương cao mà ở đây chỉ có lừa đảo dụ dỗ những người nhẹ dạ bước chân vào con đường phạm pháp để rồi đánh đổi cả tính mạng. Những tưởng giấc mơ đổi đời khi sang nước ngoài làm việc với lương tháng nghìn đô trở thành hiện thực nhưng không ai ngờ công việc phải làm chính là đi lừa gạt đồng bào mình. Nếu không làm được thì bị bỏ đói, đối xử tàn nhẫn, bán ra các công ty khác như một món hàng. Chính trong môi trường đầy áp lực và bị đối xử thậm tệ, họ đã bàn bạc tìm cách trốn về Việt Nam. Hy vọng rằng mỗi người đều đã có cho mình những bài học xương máu để tránh mắc bẫy của những kẻ buôn người. Để thu hút lao động rồi lừa bán sang Campuchia làm việc tại song bài, các đối tượng thường xuyên đăng những thông tin tuyển người với công việc nhẹ nhàng, lương cả nghìn đô la Mỹ mỗi tháng. Sau khi có sự vào cuộc của cơ quan chức năng, rất nhiều đối tượng đã được đưa ra ánh sáng và bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật chặn đứng các chùm đường dây buôn bán người sang Campuchia. Ngày 23 tháng 9 mới đây, Thượng tá Phạm Thành Trung, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, bộ đội biên phòng tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Bùi Hoàng Hiệp quê Sóc Trăng để điều tra về tội tổ chức đưa người vượt biên trái phép. Đội biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây cũng đang củng cố hồ sơ xử lý hành chính đối với Nguyễn Lâm Cao Nguyên quê hậu Giang, Nguyễn Văn Bách 21 tuổi quê Thanh Hóa về hành vi vượt biên trái phép. Theo thượng tá Phạm Thành Trung, Nguyên và Bách khai được một người dụ dỗ qua Campuchia làm việc trong casino với mức lương 30 triệu đồng một tháng, làm việc trong môi trường mát mẻ Ngày 20 tháng 9 theo lịch đã hẹn, cả hai có mặt tại bến xe An Dương thành phố Hồ Chí Minh để người này đưa về một căn nhà quận 12 nghỉ ngơi rồi tìm cách vượt biên trái phép. Khoảng 21 giờ 25 phút ngày 20 tháng 9, khi hiệp đang đưa Nguyên và Bách vượt biên trái phép thì bị lực lượng tuần tra bộ đội biên phòng và công an phát hiện bắt giữ. Tại đồn biên phòng, Nguyên khai được hiệp rủ qua Campuchia đánh bạc. Hiệp khai được thuê đưa người vượt biên trái phép với mức giá 5 triệu đồng và đã nhận số tiền này hiệp cũng khai mới đây đã từng đưa người lên mộc bài và được trả tiền. Đây là một trong số rất nhiều trường hợp tổ chức cho lao động vượt biên trái phép sang Campuchia đang được xử lý. Liên quan đến việc lao động Việt bị lừa bán sang Campuchia làm việc trong casino, một số đối tượng đứng đầu các đường dây lừa đảo đã bị đưa ra xét xử. Mới đây ngày 22 tháng 9, tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa đưa ra xét xử vụ án 4 đối tượng lừa bán các lao động người Việt sang Campuchia. Theo cáo trạng năm 2020, Nguyễn Văn Hiền, 26 tuổi, ngụ tại thành phố Buôn Ma Thuột, sang Campuchia làm việc cho một công ty mở sòng bài đánh bạc trực tuyến. Quá trình làm việc, Hiền biết được một số công ty tại đây có nhu cầu tuyển người Việt sang làm việc. Mỗi người đưa sang chót lọt sẽ được trả công 2.500 đến 3.000 đô. Tháng 10 năm 2021, Hiền về nước và liên hệ với Nguyễn Đăng Trung Hiếu, 19 tuổi, Đặng Văn Ngàn, 22 tuổi, bàn kế hoạch và hai người này đồng ý. Theo thỏa thuận, Hiền thực hiện việc liên hệ đưa người sang Campuchia và giao việc tìm người cho Hiếu Ngàn. Ai trực tiếp tìm được người sẽ nhận được 400 đô, người còn lại nhận được 100 đô để dụ dỗ các lao động. Hiền dặn Hiếu Ngàn khi đăng bài trên các trang mạng xã hội để tìm người phải đưa thông tin với nội dung tuyển lao động với mức lương 20 đến 30 triệu đồng một tháng, công việc nhẹ nhàng. Đến tháng 11 năm 2021, Hiếu thông báo cho Hiền Ngàn biết đã tìm được 4 người tại tỉnh Đắk Lắc muốn sang Campuchia. Hiền đã chủ động gửi các thông tin của bốn người này cho Đỗ Thị Mỹ Hạnh, 30 tuổi, ngụ tại Đồng Nai, cùng một số đối tượng chưa rõ lai lịch để tổ chức đưa người sang Campuchia. Sau khi đưa bốn người qua biên giới, nhóm của Hiền được trả công trên 260 triệu và chia nhau tiêu xài. Thực tế, các nạn nhân sau khi bị lừa sang Campuchia đã bị cứng bức làm việc trong thời gian dài. Người nào muốn rút chân về nước phải nói người nhà nộp tiền chuộc thân biết là bị mắc bẫy đối tượng lừa đảo, các bị hại đã tìm cách liên hệ về Việt Nam để tố giác. Các đối tượng lừa đảo đã bị cơ quan công an bắt giữ theo thông tin tố giác này. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiền 14 năm tù, Đỗ Thị Mỹ Hạnh 13 năm tù, Nguyễn Đặng Trung Hiếu 12 năm tù, Trần Văn Ngàn 9 năm tù cùng về tội mua bán người. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất lúc này đó là Tại sao người Việt lại đi lừa gạt chính đồng bào mình? Phải chăng vì đồng tiền kiếm được một cách dễ dàng theo cách này nên họ đã bất chấp tất cả? Mọi hành vi vi phạm pháp luật chắc chắn sẽ bị xử lý thích đáng theo quy định của pháp luật. Hy vọng rằng sự vào cuộc mạnh tay hơn nữa của các cơ quan chức năng, tình trạng lừa đảo mua bán người tại các casino ở Campuchia sẽ không còn tái diễn. Thưa quý vị, trở về từ địa ngục trần gian, casino ở Campuchia, nhiều người vỡ hòa trong những cảm xúc lẫn lộn. Tuy nhiên, ai nấy cũng đều vô cùng vui mừng khi được đặt chân về quê hương, nơi họ có gia đình mong ngóng. Đối với một số nạn nhân, ký ức về nhiều lần bị mua đi bán lại qua các casino ở Campuchia, thật khó để xóa nhòa nhưng sẽ là lời cảnh tỉnh đắt giá cho những người khác về việc nghe theo những lời dụ dỗ ngồi mát ăn bát vàng và thực tế thì hoàn toàn ngược lại chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại